Hiện nay bước vào thời điểm cuối năm, thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực hơn khi nhiều chủ đầu tư đẩy mạnh ra mắt dự án đa dạng từ phân khúc bình dân cho đến cao cấp. Đặc biệt là một số dự án đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành, bàn giao nhà cho người mua. Trong đó lần đầu tiên thành phố có dự án căn hộ hàng hiệu được đi vào vận hành, làm tăng tính đa dạng các phân khúc trên thị trường. Đây là tòa căn hộ mới đi vào hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Marriott, có quy mô 10 hectare. Dự án bao gồm 4 tòa căn hộ và 1 tòa nhà văn phòng kết hợp trung tâm thương mại. Ban đầu là mình định mua để đầu tư thôi. Tại vì thực ra là mình ở Hà Nội, mình cũng không có thể có thời gian để sinh sống ở trong này. Tuy nhiên là sau khi nhận bàn giao ngày hôm nay, khi mà nhìn thấy tất cả những cái tiện ích mà có ở cái tòa căn hộ thì mình đang phải suy nghĩ lại. Theo thiết kế, các căn hộ được trang bị công nghệ căn hộ thông minh, có các không gian tiện ích trải dài trên 3 tầng, toàn bộ dịch vụ được vận hành bởi Marriott. Cư dân tại đây sẽ được trải nghiệm một phong cách sống kết hợp giữa không gian và các dịch vụ tiện nghi, có đội ngũ quản gia như thường thấy ở các khách sạn lớn. Khác biệt lớn nhất của khu căn hộ hàng hiệu là được thiết kế, xây dựng cho đến quản lý, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục bàn giao các căn hộ và sẽ tiếp tục phối hợp để liên tục hoàn thiện hơn nữa trải nghiệm của cư dân. Số liệu từ DKRA Việt Nam cho thấy, trong 3 tháng cuối năm nay, nguồn cung căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 1.200 đến 1.600 căn. Căn hộ cao cấp và hạng sang chiếm số lượng chủ đạo. Đánh giá từ giới chuyên gia, trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt liên quan đến pháp lý, nên các dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động đang có nhiều lợi thế trên thị trường.